mới đây là Trường đang có mặt ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trước mặt Trường là chị Phụng xinh đẹp của quý diễn giả mà bữa giờ cứ hỏi hoài chị Phụng ở đâu rồi, chị Phụng ở đâu rồi nè. Mấy cái video gần đây nhất là không có chị Phụng. Dạ. Bữa giờ cứ quay ở Tiền Giang không à? Mấy bữa này là tại vì chị Phụng có công việc nên chị Phụng ở nhà nên không có đi được chung với mấy chị em. Nay chú Trường với có bà xã chú Trường nữa. Thì chị em chào khán giả đi cưng. Nên mấy chị em là để lên đây có cái hoàn cảnh á, thì mấy chị em là để lên đây coi coi cô chú làm sao, coi có cái gì hướng gì giúp đỡ cho cô chú. Nên chị em đi lên đây là cái gì xã. Cái này Vĩnh Bình hay gì á? Không phải, Vĩnh Thành. Vĩnh Thành mà Chợ Lách. Cái này chỗ đây cách nhà chị Phụng khoảng tầm 3-4 cây số thôi quý vị khán giả. Xíu nữa coi cái hoàn cảnh đó làm sao ha. Dạ. Dạ con chào ông. Trời ơi, ông có cái chân giả bằng gỗ mà làm vậy có nặng không ông? Cũng nặng chứ. Quá nặng luôn á. Sao không có làm bằng cái chân không có làm bằng cái chân mũ ông? Chân mũ đi dướng cỏ té rồi. Vậy hả? Trời ơi nè. À, quý diễn giả thấy ông có một cái chân bằng gỗ nè, bự quá bự vậy không biết có nặng không. Cái này ông có thử cân nhiêu ký không? Không. Cái này làm như xưa quá chứ hồi đó giờ người ta có cái nhẹ hơn mà. Thì đó bằng gỗ mà ông nói, à bằng mũ mà bằng mũ thì ông đi bị té. Ủa vậy hả chứ hả? Nghĩ gì ngồi nghĩ. Dạ. Cái nhà này cũng mới cho. Dạ. Nhà từ thương á. Cái này là tổ chức gì cho đây hay là cá nhân đó ta? Cái này chắc gì ở bên Hàn Quốc hả ông? Dạ. Kim Đô Yuan. Kim Đô Yuan. Này chắc là cá nhân cho quá hả chú? Nguyên mấy ông Hàn Quốc xuống thì cũng cho. Dạ. Chú xuống đây mình hả chú? Dạ mình. Nè, cho gạo rồi về không ăn không á. À dạ. Nó mới đã được phần nên thôi. Mới này là chắc cái chỗ nào mà kiểu như ở chùa rồi cho đó ha. Chùa đồ á. Dạ. Mấy người từ thiện đồ nó cho rồi đó. Dạ. Ở chứ đứa em rồi nó chết rồi. Dạ. Con xin lỗi ông là thứ mấy không? Dạ, thứ năm. Ông năm. Dạ. Ông năm tên đầy đủ là gì ông năm? Nguyễn Văn Há. Nguyễn Văn Há. Há. Hờ A Sắc Há. Dạ. Dạ. Ông năm năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 31 tuổi. Dạ. Rồi trước giờ ông có vợ con gì ông năm? Có vợ nhưng mình sống trên tỉnh. Vì hồi đó hai nhà. Dạ. Bên vợ bà vợ thì nuôi bà già. Dạ. Còn đây thì nuôi đứa em. À. Thì hai người bệnh hết. Hai người em người em bệnh, bà già cũng bệnh. Dạ. Yeah. Bệnh sao ông năm? Dạ, bệnh người già hay bệnh già, còn đứa em thì bệnh bị chất độc da cam á. Cái người mà trên ảnh. Dạ. Thờ đó là em của ông năm hả? Dạ. À, hình như có bị đau hay là bị gì phải không? Dạ. Ông năm ha. Dạ. Con thấy cái nét giống giống. Dạ. Không, khỉnh nè. Được mấy công năm? Có đây được cái vòng đen công nha. Công nè. Rồi mình trồng... Thôi ba cái dừa mà nó cũng không nên thân nên hình vậy. Nước mặn rồi tiêu hết rồi. Ở đây thấy người ta làm cây giống nhiều quá mà ông làm ông năm? Có già mà làm nó dựng là... Tay vỏ. Cái tay kia của ông hồi trước bị sao ạ? À? Tay chân nó chiến tranh. Dạ. Rồi có chế độ gì không ông? Hồi lính. À. Dạ. Là ông bị cục hồi năm mấy ông năm? Năm 72. 72. Dạ. Năm cây nặng quá trời luôn á. Đâu ông năm thử gỡ ra con thử bưng coi. Ủa cũng nhẹ. Vậy là ở trong bọng hả?
bỏng. À, cái này ông làm bỏng xuống tới đây rồi, ông chấp lên. Nhưng mà nặng người kinh là cái giò nó sẽ nặng đi, mất thân bằng. Quá. Cái này cũng có lý không nè, đi là cà chớn ông cầm lên như vậy. Này là, cái này là ông Năm lót trọng vào ông mà ai vậy, chờ mình chạy xe chở ông cái giỏ ông đưa về cái từ gì nè, khi nó quẹt người ta nữa. Cái nhà này ông Năm ta cho lâu chưa ông Năm? Cho lâu rồi. Dạ. Ai cũng 9-10 năm gì à? Cho 9-10 năm rồi. Năm 11. Đây không có trình, không có gì hết, không có ấy, chắc nóng dữ lắm phải không nào? Đây cái này là nhà cũng nhà tình thương của ông nè. Đây là em trai của ông Năm. Em trai của ông Năm mất hồi nhiêu tuổi ông Năm? Nay 3 năm rồi. Nay hồi nó năm mấy tuổi? 3 năm rồi hả? Dạ. À. Năm mấy tuổi? 3 mấy năm. Hử? 3 mấy hả? Năm mấy? Năm mấy hả? Năm mấy tuổi ông mới chết. Dạ. Vậy là hồi trước là hai anh em ở đây. Đây mà ông này ông nấu nướng đồ, ông nuôi tắm rửa rồi ông kia không biết người ta đó. Dạ. Yeah. Rồi ông này không á. Ủa ông Năm không có con hả ông Năm? Có, ở trên mẹ nó đến bà vợ thì nuôi bà già đó, nói kể nãy. Dạ, yeah. Được mấy người con? Ba đứa, rồi nó có bốn đứa, nó có gia đình hết rồi. Ba đứa. Mấy anh chị có làm gì không? Cũng làm ba cây vậy. Yeah. Anh chị có thường về thăm chú không? Có. Dạ, cũng có nha. Cô có giúp đỡ gì chú được cái gì không? Thì cô chạy lên chạy xuống thì cái nào bệnh hoạn này nó đưa đi bệnh viện rồi nha. Dạ, như anh chị cũng tới lui là cũng có lo cho chú nha. Dạ. Như ở đây vậy là ông Năm này, như ở đây là cái quê lợi của mình là có cái mấy gì? Cái dừa bãi bã nha. Dạ. Không có thằng con trai. Mà nó cũng bệnh tim, nó đặt à? Cái máy mấy trăm triệu đó rồi không có tiền đặt nữa. Bây giờ chờ từ thiện rồi, ta xin tôi từ thành phố á, giờ chưa có cho, chưa đặt á. Dạ. Anh đã lớn tuổi chưa? Nay nó 38 tuổi rồi. Như anh cũng bằng đồ được á. Đi ra đây cái ấy gì đón gửi. Dạ. Như là đón gửi cho như những cô hàng xóm ha, rồi dạ. Đi cái ông Năm muốn ăn gì gửi mua nha. Dạ. Xin tiện. Chị em nhà chú Ba đây giới thiệu á, cái nhà chú Năm. Hiện nay chị em Tường với con là ở đây thì đi lại tới coi nhà chú Năm vậy đó. Dạ. Coi hoàn cảnh sao thì để coi chị em coi cô bác có giúp được cái gì không. Dạ. Thì thôi. Thì trước mắt thì chị cái này là của công ty Tiến Pháp đi. Công ty Tiến Pháp hả? Dạ. Thì thôi giờ nay là chị em con là Trường với con Kim Phụng, có bà xã của Trường nữa. Dạ. Thì nay tới đây thì tốt nhất là thăm chú Năm. Dạ. Thì nhờ đây là anh Ba giới thiệu. Anh Ba đây là ở địa phương giới thiệu con tới. Thì tốt nhất là cái này là công của tập thể công ty Tiến Pháp. Tập thể công ty Tiến Pháp thành phố hả? Dạ. Là nói là nó chỉ có cho một để gửi số tiền là để đi tới cái hoàn cảnh nào á là thấy mà khó khăn á thì dạ. Gửi cho chú Năm.
Đây trước mắt chị em ăn gửi cho chú Năm 500 ngàn. Cảm ơn dạ. Dạ. Rồi thì vậy thôi ha chú Năm ha. Nếu mà ấy thì bữa nào có gì tụi con quay lại ha chú Năm. Dạ. Có dịp thì chị em con sẽ quay lại đây thăm chú Năm nữa ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi vậy thôi ha, con đi, chị em con đi chú Năm ơi. Rồi tạm biệt quý vị khán giả ha. Cái hoàn cảnh của chú Năm thì như nãy giờ có trao đổi đó. Chú ở đây là chú đang ở một mình. Hồi trước thì chú có người em trai ở với chú. Người em trai cách đây 3 năm thì cũng mất rồi. Giờ các con với lại vợ của chú cũng ở, không ở chung, ở cũng gần gần đây. Khi nào chú có bệnh tật gì đó thì có người nhà tới để chăm sóc. Thì cũng đưa rước chú đi nhà thương. Thì cái diễn giả nào mà có điều kiện tới thăm chú thì ở đây là cái địa chỉ là sao ha chú? Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Vậy ở đây là hỏi làm sao thì người ta mới biết mới vô đây được. Vô Vĩnh Phú rồi hỏi ông Năm Há. À, tới đây hỏi ông Năm Há ha. Dạ, rồi thôi, mình xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt quý vị khán giả.